Ok và hello thì mình có lập một cái shop ác về Free Fire và Liên Quân mang tên là shopthanhfg.com. Thì chỉ với 20k thì anh em hãy thử vận may nhá. Mình sẽ thử mua 3 lần trong cái vài vòng quay kim cương Free Fire 20.000 đồng. Thì đây mình sẽ mua 3 lần với giá là 60.000 và quay đầu tiên nhá. Xem cái gì đây anh em ơi. Ui và tôi sẽ trúng 9.000 kim cương ngay lần đầu tiên anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay lần 2 xem được cái gì. Thì chúng ta sẽ được có 10 thôi. Lần 3 xem nào, lần 3 thì cũng chỉ có 10. Vậy và nếu anh em là muốn đạt được 9.000 kim cương như mình thì có thể qua shop thanhfg.com nha. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành FG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Vũ trụ anh hùng nha. Và như anh em hỏi tên game là gì thì tên game chính xác là Vũ trụ anh hùng. Anh em có thể lên Google Play hoặc là Apple Store, có thể là đánh chữ đấy vào để có thể tìm được game này nha. Apple Store thì mình không chắc là có, nhưng mà Google Play chắc chắn là có nhá, mình tải ở đấy mà. Thì mình đang chơi ở server 153 Yami Tsukehiro, và anh em nào muốn chơi cùng mình thì có thể vào server 153 nhé, S153. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em hãy like cũng như là chia sẻ mạnh lên nhá. Và chúng ta có 3 giây anh em có thể like và chia sẻ này. Và nếu video được 1.000 like thì ngày mai, tối ngày mai là sẽ tập mới nhất của Vũ trụ Anh hùng nha. Ok, cho được 10 mảnh của cái thằng nào đây? 15 mảnh này. À, chúng ta sẽ đăng nhập đủ 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Nếu đăng nhập đủ 7 ngày chúng ta sẽ được Goten S. Đó chỉ là lưỡng long nhất thể giữa Goten và Trunks đúng không? Chính xác. Long nhất thể nạp ngay ta sẽ được mảnh hồn Naoto lục đạo. Naoto lục đạo thì cứ để đấy đã, cái phải nạp anh em ạ. 400 game chúng ta sẽ được hồn Gildas ở trong Fairy Tail nhá. Có cả Pokemon này, có cả hồn của Bulbasaur này, hồn Rockly này, vai nhớ vật thể tích nạp reset để ai Elsa trong Fairy Tail ạ. Ngon nhờ. Naoto lục đạo này, tích tiêu. Đây là ai? Hồn Mon, mình không biết nhân vật này. Mình biết Elsa thôi anh em ạ. Đây có cái này, Happy này, hồn Happy này. Nếu mà nạp vào vai. Chúng ta sẽ được 100 hồn Ichigo ạ. Cho đạt cấp 5 sẽ nhận được hồn Ichigo này. Hồn của Nami ạ. Chúng ta đạt được cấp 10 nhận hồn Nami. Nó cũng tặng nhiều lắm. Đây là thằng hồn Gons. Hunter X, Hunter Killua. Ok, nhiều nhân vật thế. Thằng nào đấy? Từ Luxus Raya. Thằng này Luxus ở trong Fairy Tail. Thằng sát long thần sấm ấy. Wow, có gì đấy? Tiểu ác ma chịu. Thần đèn, vãi ạ, là thần đèn luôn anh em ạ. Cấp 60 hồn Gray ở trong Fairy Tail. Ngon. Gildas. Bữa tối này, mở miễn mỗi tối từ 6 giờ đến 2 đến 8 giờ người sẽ có thể nhận được 15 điểm thể lực. Ok, sẽ nhận điểm thể lực cái. Game này có nhiều thứ đấy, nhiều thứ hay đấy. Quà nè, quà online nè. Chúng ta nhận sau 7 phút. Ok, tháng 11. Đây mảnh quà nào đấy? Hồn Grace. Ok, mình có Ichigo trong team rồi anh em ạ, ngon đấy. Thành EZ ạ, tôi đang ở Thành EZ đây. Server Phúc Lợi. Phúc Lợi nhận chuối này, chuối để làm gì? Nhận 500 XP cho tướng ạ. Vàng này, 50.000 vàng này. Cái gì đấy? Cái điểm này điểm gì không biết được. Cái này là gì? Đậu thần à, dùng để luyện tướng, dùng đổi trong shop belly ạ. Cũng được anh em ạ. Cái này là gì? Hồ Hồng Ngọc. Ok, nhận được nhiều thứ phết. Thật sự rất là nhiều thứ luôn. 7 ngày anh em ơi, nhận thưởng. Nên là đăng nhập chúng ta sẽ có Luffy à. Ngày 1 sao ta, nhận thưởng đã. Tí lũy là 1.000 kim cương, nhận là mảnh của mấy thằng này luôn ạ. Khuyến mãi 50%. Vãi đạn. Rút thẻ chúng ta sẽ có free 5 lần, 10 lần nhận được đồ lam này. 10 lần sẽ nhận được tướng 3 sao ạ. Cái này thì sẽ mất khoảng 2.500. Mình đã không có triệu hồi à. Triệu hồi mất 400 game anh em ơi. Triệu hồi thần thánh. Mất 400 game cho một lần triệu hồi luôn ạ. Ghê vãi.
cô gái robot Ryukia Kalik Kalik Mihawk, mi có cả Mihawk trong này luôn ạ. Ngon ghê nhờ. Thần hồn là sao? Có thể mua được này. Hồn thần này, thần bí này. Con nào? Hồn Boa Hancock ạ. Vãi đẻ. Phi dễ à, hồn sen bạo hung ạ, hồn sen bạo hung. Năm hồn mất 2000 cái ngọc ngọc gì đó. Ok, cái này tính sau đây. Ồ, nhận thưởng cái. Rồi ok, nhận thưởng thành tựu này. Còn một đống nhiệm vụ đang ấy nữa cơ. Có nhiều thứ phết anh em ạ. Trận tướng à, đây triệu hồi Ichigo. Ichigo anh em ạ. Ichigo có một sao thôi ạ. Ok, Ichigo đẹp trai phết nhờ. Lực chiến A một sao, tất cả đều một sao hết. Dĩ nhiên lực chiến là mười một sao hết này. Kỹ năng này, kỹ năng gì đấy, tăng sao thành công. Ôi lên 2 sao này, có thể lên được 2 sao này. Ôi tăng 3 sao luôn này. Triệu hồi sao, thằng này có lên được 3 sao luôn anh em ạ. Ngon ghê. Kỹ năng HP à, tăng sao cho Luffy à? Luffy có đủ mảnh rồi anh em ơi, nên lên thoải mái. Luffy lên được 2 sao, Ichigo lên 3 sao luôn. Bá đấy. Thằng này thì sao nhỉ? Kỹ năng các thứ nó không thể. À đây này, có thể lên được để thăng cấp này anh em. Có cái chuối chứ gì không? Chuối quá ít. Chuối phải mua anh em ạ. Nói chung cái này phải mua. Từ từ sẽ tính sau vậy. Cái này là tính sau nha anh em. Trận à. Cái cộng nhanh này, giữa này, nâng nhanh này. Rồi ok, trận pháp gì đó đây. Túi à, mảnh của ấy này. Goten chưa có gì cả. Shop nạp, ưu đãi. Quà VIP. Sao mình nhận được cái này nhỉ? Phúc lợi này, shop VIP này. Shop VIP có thể mua rồi. Ok, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ đi. Trận như thế nào nhỉ? Tôi cũng không hiểu lắm. Trận trận pháp là như thế nào ra? Tôi cũng không đây là đồ dành cho trận à? Hay là cái gì ta? Rồi đây, tôi sẽ đi đánh nhau trong này nhé. Cái này nó là lựa chọn cái cả. Tôi cũng không hiểu lắm. Đá bay hắn. Rồi, nhiệm vụ đấy anh em ơi. Ơ? Tử thần tối cao. Có Ichigo mà. Từ từ nhá, mình có Ichigo mà anh em. Nhưng mà mình nó không cho mình đấu anh em ạ. Không cho Ichigo vào luôn ạ. Thề, mình cũng không hiểu sao không cho Ichigo vào luôn. Cho nhỏ tiếng, tại vì game này tiếng nó to lắm nha. Tiếng game trong này to dã man luôn. Cái quái gì đấy. Nào, lên này anh em ơi. Tôi có Ichigo luôn ạ, xịn phết nhờ. Tôi có Ace hỏa quyền trong này rồi. Ichigo tôi 3 sao rồi anh em. Yukiora. Ơ, có tốc độ nhanh được không nhỉ? Cái này không tốc độ nhanh được à? Rồi, lên nào. Let's go. Ấy, Ichigo đấy anh em ơi. Mùi tà ác. Ồ, nhân bản đấy, nhân bản Ichigo, không phải Ichigo thật đấy anh em ơi. Con Sakura khả năng là hồi máu cho chúng ta. Khá tốt. Hỏa quyền nó đánh từ dưới đất lên anh em. Ồ, cái này là boss anh em ạ, nên khá trâu. Nhờ. Cho hai thằng này cùng một team ấy thì nó sẽ có thể kết hợp được chiêu thức của anh em ạ. Chiêu đánh này hơi yếu, cảm giác hơi yếu à. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là đi thắng rồi. Đến lúc dạy các ngươi tuyệt chiêu rồi, làm gì đây? Nâng cấp đội. Đây là đâu đây? Tên này mạnh quá, đánh không nổi phải không? Ok, chúng ta tướng này, ấn vào Luffy này. Ấn vào nâng cấp skill này. Hai click lần nữa. Ok, đây là click hai lần rồi. Chiến ạ. Ok, nó vẫn đang hướng dẫn mình em ạ. Tôi đây sao đâu. Đánh nhau với cả Chopper à? Chopper này. Ninja áo tím này. Rukia lam. Rồi, ngon ngay. Tướng này, đầu tiên là tăng skill cho tướng đã. Thằng tăng skill lên đã.
Uranus gì đó, Ichigo khá đẹp trai. Ace này. Lên cấp 3 đi. Thằng này sao? Kỹ năng lên một cấp đi. Kỹ năng này. Ok, rồi đấy, chúng ta đã đủ đội hình rồi anh em ạ. Ichigo. Hàng sau cùng là sẽ có Sakura. Đó. Đội hình này thế là ổn đấy anh em ơi. Đánh nhau đi, Ichigo bây giờ mình khỏe, Ichigo 3 sao cơ mà. Chưa khỏe đấy, tại vì có mảnh Ichigo, mấy cái con méo ở đây. Hồi máu. Sang đây. Thì hàng này đủ skill cái là mình bắt đầu mình sử dụng nha. Đầu tiên là quét sạch cái bọn này đã. Nào, Ichigo. Rồi. Ichigo là bộ truyện rất hay, mình từng xem rất là nhiều. Đây rồi, tuyệt chiêu anh em ơi. Hợp kích. Meragomu no Mi. Vãi lồng ạ, đẹp đấy. Meragomu no Mi tuyệt chiêu của A Hỏa Quyền. Xịn phết nhờ. Còn đấy, cái này mình review từng tướng một lần thấy hay đấy anh em, thấy game này hay đấy. Rồi, giờ vừa đau bụng cái gì đó đây, thấy XP này. Lý luận với thuyền trưởng. Chơi đánh nhau với Freeza đại vương ạ. Ok, được, ra trận. Chiến đấu luôn, lực chiến đội là 122.000 bao nhiêu ấy. Con gì sau cơ bắp này? Con thỏ cơ bắp vãi. Thỏ non cơ bắp này. Hàng này sẽ cần kết hợp một chiêu thức mạnh nên không 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 dùng trước nhá. Ui, một sao sắp đai rồi nè. Hồi máu bạn ơi. Nó phi chết cái đằng sau của mình anh em ạ. Chết chúng mày đi này. Ồ, con phi tiêu kia khó chịu thế. Phi tiêu khó chịu thế, sắp chết mất Sakura rồi. Đồ nhà quê. Meragomu no Mi, tuyệt kỹ. Khủng con nhà bà bố luôn. Ui. Vãi lòng, khỏe đấy. Meragomu no Mi của tôi ạ, rất là mạnh. Rồi tôi sẽ lấy cái cuộn giấy cái. Nào, đi tiếp. Cứ đi tiếp đi đã. Đánh nhau với ai đây? Đánh nhau với thằng thằng méo đây. Nhận thưởng này anh em, chính nhận xong rồi này. Nhiệm vụ chúng ta đang có nhiệm vụ ở đây. Thành tựu này. Đổi hình icon sẽ được thêm game các thứ nữa. Từ hàng ngày. Hàng ngày làm để có được lấy cái hộp kia kìa. Chapter 1. Chapter 1 đã đánh xong chưa? Quà anh em. Ô tôi có quà của Kakashi này. Lấy quà Kakashi luôn anh em ơi. Mở cái này ra luôn. Đấy. Rồi tiếp tục là Chapter 2 đang đánh nhiệm vụ anh em ơi. Bọn nó cảm giác nó khỏe hơn khá nhiều ấy. Chắc là mình sẽ phải nâng cấp lên cho vật mở bạn bè này. Chúng ta là bạn tốt. Anh em có thể kết bạn với mình nhé. Nhấn triệu hồi. Kakashi luôn. Kakashi. Ngon đấy. Kakashi là ở trên đầu hay là như nào nhỉ? Không hiểu lắm. Event gì đây? Đạt cấp anh em ạ. Đạt cấp 10 để nhận được hồn của Nami. Bình tĩnh. Có rất là nhiều thứ ấy mà mình cũng không cần phải nạp vào. Mình có thể là được siêu tầm này. Sở hữu 5 tướng này. Đấy. Quà này. Quà online. Cứ tầm 10 phút là ta sẽ nhận được quà online một lần ạ. Hợp lý nhỉ. Hợp lý vãi. Một lần. Free 5 lần đúng không? Hồn Sakura. Free sau bao nhiêu phút đấy? Đây này, còn 22 tiếng nữa cơ thì mới có thể free được. Mà cái game này thường sẽ để giải mua mảnh thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nhờ. Ok, tướng này. Chúng ta có triệu hồi cả Nami luôn ạ. Ui rồi. Tìm ngon đấy. Ui, Nami 3 sao luôn ạ. Bộ skin set có khả năng gây đam phép trên diện rộng ạ. Ok. Thái 3 sao luôn ạ. Kakashi cũng có 1 sao rồi. Kakashi có tăng được khối không? Không tăng được. Nami khỏe lắm anh em ạ. Nami công nhận là phải khỏe. Sấm sét cũng chưa tăng được. Cũng chưa lên được cái này. 3 sao luôn. Rồi, đánh nhau tiếp anh em ơi. Đội hình mình bây giờ ngon rồi. Chiến nào? Đang đi đâu đây? Nhiệm vụ ạ. Đánh nhau với thằng nào đây? Thằng này hàng sau ạ.
Tối đa 5 tấn, 5 tướng ra trận thôi anh em. Yukiora có 1 sao. Yukiora có 1 sao rồi. Đấy, từ từ đã. Ok, lực chiến sẽ bị giảm một tí xíu tại vì con kia đang hơi yếu ấy. Con Nami đang hơi yếu nhưng mà nó đang 3 sao anh em ạ, nên nên cày ở nó trước. Team mình sẽ hơi yếu một tí xíu nhá. Sakura ở phía sau thì hơi yếu. Nhưng mà mình cũng cần Sakura anh em ạ, tôi phải cần Sakura. Và chỉ tối đa 5 tướng thôi. Nami còn cầm đan vãi cả lồng ạ, sợ thật. Hồi máu nào bạn ơi. Ichigo khỏe mà, Ichigo 3 sao mà. 3 sao khỏe mà. Đánh mấy lần là nó sẽ lên cấp rồi. Thằng kia, ôi chết rồi, chết mất một con rồi. Sấm sét tiếp này, sấm sét khá khỏe. Mình chỉ cần xong một lần này thôi là mình sẽ. Đây rồi, hợp kích. Mera Nomu Nomi. Ok. Chết đâu. Chết đấy, rồi ok. Được mấy sao ta. Sakura yếu nhỉ. Phải nói yếu vãi, được có 2 sao thôi. Đấy, ok. Trận này đang tăng nhanh lên một tí xíu. Nhiệm vụ này. Cái con ấy không đang không lên được nhỉ. Con Nami ấy. Tướng ấy. Đây. Tướng Nami lên mấy cấp rồi, lên mấy cấp 2. Mấy cấp 2 thôi. Kỹ năng. Không có bất kỳ cái nào nhỉ. Chuối này. Click để thăng cấp ạ. Mình không có chuối à? Mình không có bất kỳ một cái gì à? Đây này. Chuối mình có được 77 này mà. Dùng cho con nào đi? Dùng cho Nami đi. Nami không cho nó yếu. Ui. Ui, cấp 13 luôn. Đùa. Sakura Kakashi. Ôi trời, ấn nhầm rồi. Tôi còn có 75 chuối thôi. Dùng cho Kakashi luôn anh em ạ. Kakashi cấp 12 này. Tăng cho Này đây. Rồi, ok. Mình nghĩ là sẽ hợp lý ấy. Và mình sẽ quay lại tướng nhá. Để nâng cấp tướng cho Nami. Nami nên nâng cái kỹ năng trước. Thì kỹ năng khá ngon ấy. Không đủ điểm kỹ năng rồi. Ok, không đủ điểm kỹ năng không làm gì được. Rồi, bây giờ tôi có trận hình mạnh hơn rồi đấy. Nào, đánh nhau. Tiếp tục là vào trong phần chiến này. Cầy hay phết anh em, game này chính là hay phết. Cũng rất là hay. Chiến này. Hàng sau. Kakashi à. Kakashi tỷ lệ liên kích. Nếu mà bỏ cái này ra. 141.000. 980. Ok, cái này thì không ổn lắm nhỉ. 150.912. Thằng này mạnh thế nhỉ? Thằng Yukiora này. Thằng Yukiora này mạnh vãi cả đạn, sao không cho lên cấp ta? Sao không cho lên max cấp ta? Yukiora khỏe phết đấy. Túi này, tôi sẽ sử dụng dùng cái này đi. Yukiora đâu? Đấy. Yukiora khỏe mà. Yukiora khỏe vãi trưởng luôn. À, nâng cấp skill, hết skill rồi. Bây giờ chỉ có chiến thôi. Bây giờ chỉ có chiến thôi anh em. Thằng Yukiora là khỏe 153 này. Khỏe vãi. Đấu luôn. Team mình bây giờ không chết đâu. Không cần hàng sau luôn. Chỉ cần hàng giữa thôi. Không cần hàng sau nha. Không cần hàng sau luôn. Game này khá hay. Đi nào. Tiếp tục anh em. Let's go. Trong này có nhiều cái nhân vật đấy. Mà mình thích cái game này ở một chỗ nó có nhiều nhân vật. Giật sấm sét với tôi à? Giật sấm sét với chúng tôi à? Đi đâu? Giật sấm sét với chúng tôi này. Yukiora, Yukiora thêm về đam anh em ạ. Này thì thằng gì nhỉ? Luffy à? Ồ, 3 sao luôn ạ. À. Ngon chưa? Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà. Tôi bảo sẽ được 3 sao mà. Sakura Yukiora. Vớ vẩn, team này vớ vẩn, không ăn được mình. Thì mình bây giờ khỏe phết đấy anh em ạ. Đây toàn tướng nhận free thôi. Game này hay phết là cho nhận tướng cách free, tăng né tránh nhỉ.
và nó có nhiều tướng để ta có thể review được nhiều thứ hay ho anh em ạ. Phải công nhận là cái đấy là hay, cái này rất hay. Luffy đấm vỡ mõm ra nào, cái hợp lý nhờ. Có gì tiếp theo đây? Nhơn này, sấm sét đấm ui rồi Ichigo bá đạo đây, vãi đạn luôn. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nhé, bye bye.